Các bạn thân mến, việc mở một tài khoản tại một ngân hàng ở Macau có lẽ nhiều người cho là rất đơn giản. Ngay bản thân mình cũng thế, nghĩ là đơn giản nên không cần làm video hướng dẫn mọi người. Nhưng đến giờ mình quyết định làm video này để hướng dẫn các bạn, bởi qua một thời gian dài mình thấy nhiều bạn cũng như một số bạn đi cùng với chủ ra tới ngân hàng xếp hàng cả buổi rồi mà cũng không làm được. Rồi nhiều chủ bận không đi được mà cứ bắt chúng ta phải mở một tài khoản ngân hàng thì mới trả tiền lương. Thật sự không khó khăn, cũng không phức tạp, cũng không đơn giản, chỉ là chúng ta chưa biết cái thủ tục để mở một tài khoản thế nào thôi. Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn cụ thể cho các bạn để mở một tài khoản ở ngân hàng tại Macau như thế nào để chúng ta mở được ngay nhé. Mời các bạn theo dõi video và nhớ đăng ký để được cập nhật sớm nhất những video tiếp theo. Các bạn thân mến, để mở một tài khoản ở một ngân hàng tại Macau thì điều quan trọng đầu tiên là chủ sử dụng lao động phải là người trực tiếp viết một tờ thư để khi mà chúng ta đến tới ngân hàng ấy chúng ta cầm theo. Và tờ thư này sẽ quyết định tất cả. Và nội dung thư thì chúng ta cần phải viết như sau. Nếu các bạn mà chủ các bạn viết cho rồi đấy thì không vấn đề gì, nhưng mà nếu chủ các bạn không biết phải làm như thế nào để mở tài khoản đấy thì các bạn có thể bảo chủ viết một vài dòng. Thứ nhất là tên chủ sử dụng lao động này. Nếu các bạn đi theo công ty thì chúng ta viết tên của công ty và địa chỉ của nhà chủ. Nếu như mà chúng ta đi theo công ty thì viết địa chỉ của công ty. Thứ ba là xác nhận cái công nhân, ví dụ như công nhân Nguyễn Văn A này, số hộ chiếu này, số thẻ xanh này này. Nếu các bạn ngủ ngoài thì các bạn ghi thêm địa chỉ nhà của các bạn vào. Mục đích mở tài khoản ngân hàng để trả tiền lương hàng tháng. Xong sau đó chủ các bạn ký vào, hoặc là ở công ty thì người phụ trách của công ty sẽ ký và đóng dấu. Thứ hai là cần một cái tờ địa chỉ, thì chúng ta có thể dùng cái địa chỉ hóa đơn tiền điện, tiền nước, mà sẽ là cái hóa đơn trong 3 tháng gần nhất. Thứ ba là chứng minh thư của chủ photo, nếu là công việc của công ty thì không cần các bạn nhé. Thứ tư là hộ chiếu thẻ xanh, nếu những bạn nào chưa có thẻ xanh thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy mà gia hạn để lấy thẻ đấy. Và hồ sơ của các bạn cầm đến ngân hàng để mở tài khoản thì gồm 4 thứ. Thứ nhất là thư của chủ hoặc là công ty. Thứ hai là địa chỉ dùng cái hóa đơn tiền điện hoặc tiền nước ấy. Thứ ba là hộ chiếu và thẻ xanh hoặc là cái giấy hẹn lấy thẻ. Thứ tư là chứng minh thư của chủ photo. Còn nếu công ty thì các bạn không cần nhé. Công ty các bạn chỉ cần 3 thứ thôi. Và các bạn đem đến ngân hàng để lấy phiếu xếp hàng. Thì các bạn nhớ xếp hàng, các bạn lấy phiếu B để xếp hàng vào làm các bạn nhé. Nếu các bạn có thẻ ngân hàng rồi, các bạn muốn mua hàng online bằng cái thẻ đó, hoặc là dùng mua bản quyền hay một phần mềm nào đó về điện thoại hoặc thẻ đó, các bạn có thể muốn rút tiền ở bất cứ quốc gia nào khi các bạn đi du lịch, hoặc các bạn về Việt Nam các bạn có thể lấy được tiền đấy, thì các bạn cần phải mở cái tài khoản là Visa hoặc là Mastercard thì các bạn mới đăng ký được các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký và nhấn chuông để được cập nhật sớm nhất những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.